Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với bản tin bóng đá Việt. Sau đây sẽ là những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, trở về Hà Nội sau cuộc tập huấn ở Vũng Tàu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không dành thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức đã bắt tay vào tập luyện và làm quen với trái bóng chính thức để chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch AFF Mitsubishi Electric Cup sắp tới. Chiều 11 tháng 12, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây cũng là buổi tập đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi kết thúc đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Do đã quen với việc thay đổi thời tiết, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam không gặp khó khăn trong buổi tập dù trời khá lạnh. Chỉ trừ trường hợp của Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu phải tập riêng, tất cả các cầu thủ còn lại đều theo được đầy đủ buổi tập của huấn luyện viên Park Hang-seo và cộng sự đề ra. Theo đó, đây cũng là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với đội tuyển nhằm hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Cũng trong buổi tập, các cầu thủ đã bắt đầu được tập làm quen với bóng thi đấu chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup. Đến ngày 14 tháng 12, đội sẽ có màn tổng duyệt bằng trận giao hữu với đội tuyển Philippines diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu với Philippines là một trận đấu rất là quan trọng và một trận đấu tập duyệt cuối cùng để cho bọn em bước vào giải đấu chính thức AFF Cup. Và em nghĩ là đấy là một trận đấu để cho bọn em và tất cả các cầu thủ trong đội bóng chứng minh tốt bản thân và cũng như trận đấu tập duyệt cuối cùng để chiến thuật trơn tru hơn và để cho chuẩn bị bước vào một hành trình mới với một niềm hy vọng tốt nhất để có được kết quả tốt nhất. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 13 tháng 12, đội sẽ có buổi tập chính thức tại sân vận động Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines. Cuộc so tài trong trận chung kết giữa Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Thủy lợi tại giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc do FPT Play tổ chức đã diễn ra vô cùng kịch tính. Cả hai đều đặt mục tiêu cao nhất cho vị trí số 1 của giải, nhưng ngôi vương thì chỉ có một đội. Và cái tên nào xứng đáng được vinh danh? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Trận chung kết giữa đội bóng của miền Nam, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và những vị khách đến từ thủ đô Hà Nội, Đại học Thủy lợi đã diễn ra với sự kịch tính và cạnh tranh quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn về mặt chuyên môn khi sở hữu nhiều cá nhân nổi trội. Thế nhưng, Ca Bình cùng với Minh Đạt đã hoàn toàn bế tắc khi phải đối đầu với hàng thủ chặt chẽ và lì lợm đến từ Đại học Thủy lợi. Đội bóng của thủ đô đã chơi chắc chắn, tạo ra thế trận thủ phản hợp lý. Những pha dứt điểm từ xa của Đại học Thủy lợi cũng liên tục làm khung thành của đội bóng áo trắng phải rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong thế trận chặt chẽ như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng đến từ các ngôi sao đã tạo nên được sự khác biệt. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại 1 phút, khi mà khán giả cũng đã nghĩ đến loạt sút luân lưu, bất ngờ đã xảy ra. Nguyễn Văn Dũng tỏa sáng với pha băng cắt thông minh mang về bàn thắng quý như vàng cho Đại học Thủy lợi. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giúp đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch của vòng chung kết giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc FPT Play Cup 2022. Trận giao hữu với đội tuyển Philippines được xem là cử dượt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào AFF Mitsubishi Electric Cup. Và bộ khung của trận đấu này cũng có thể sẽ là đội hình chính thường được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở giải bóng đá hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Và những cái tên nào sẽ được tin dùng, chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Philippines trên sân Hàng Đẫy vào lúc 18:30 ngày 14 tháng 12. Đây là trận đấu cuối cùng trong hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Do đó, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để có thể rút ngắn danh sách 23 cầu thủ cho giải đấu quan trọng nhất trong năm nay. Trong khuôn khổ, Văn Lâm nhiều khả năng sẽ được bắt chính. Ở trận trước, Văn Lâm đã được nghỉ ngơi sau khi đã chung kết Cúp Quốc gia 2022. Bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ là Quế Ngọc Hải, Thành Trung và Bùi Tiến Dũng. Ở hàng tiền vệ, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Hải Huy khả năng cao là ba sự lựa chọn của huấn luyện viên Park. Chính lý do người Hàn Quốc muốn kiểm chứng thêm năng lực của Hải Huy trước khi đưa ra quyết định có gạch tên cầu thủ đang thuộc biên chế của Hải Phòng hay không. Trên hàng công, song sát của đội tuyển Việt Nam sẽ là Phan Văn Đức và Tiến Linh. Ở trong trận đấu gặp Dortmund, Tiến Linh đã đóng góp một bàn thắng giúp cho đội tuyển Việt Nam thắng 2-1. Với phong độ đang tốt, Tiến Linh nhiều khả năng có thể ghi bàn vào lưới của tuyển Philippines ở trong trận đấu sắp tới. Thưa quý vị, Câu lạc bộ Công an Nhân dân thăng hạng tại V-League 2023 đã có công rất lớn của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đồng hành cùng đội bóng này ở sân chơi cao nhất, thì đôi bên lại chia tay mà không gia hạn hợp đồng. Mới đây, cựu cầu thủ Thể Công đã tìm được bến đỗ mới và đây cũng được xem là một phần lý do cho việc không gắn bó cùng đội bóng cũ.
Thông tin này sẽ khép lại bản tin bóng đá Việt của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Sau quãng thời gian chuyển đổi công tác sang làm huấn luyện viên cho đội bóng Công an Nhân dân tại mùa giải 2022, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã quyết định không đồng hành cùng đội bóng này cho dù thành tích năm vừa rồi là xuất lên hạng mùa giải 2023. Cựu ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã nhận lời mời quay trở lại làm việc ở câu lạc bộ Viettel. Ban lãnh đạo đội bóng bổ nhiệm Bảo Khanh ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Thử thách phía trước với vị huấn luyện viên trẻ này là việc các ngôi sao đã rời khỏi câu lạc bộ tìm bến đỗ mới. Vấn đề nhân sự đang khá nan giải với ông. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn rất tự hào với những gì mà Huỳnh Như đang thể hiện trong màu áo câu lạc bộ Lanh FC. Ở trận đấu gần nhất, Lanh FC đã không may mắn gặp thất bại trong chuyến làm khách trên sân Albergaria. Mặc dù vậy, Huỳnh Như vẫn để lại dấu ấn khi được ra sân ngay từ đầu và đã góp công kiến tạo vào bàn thắng của đội nhà. Chung cuộc trận này, thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam đã đá trọn 90 phút cho Lanh, thế nhưng đội bóng của cô đã để thua ngược với tỷ số 2-3. Trong khi đó, để chuẩn bị cho AF Cup sắp tới, Thái Lan đã có trận giao hữu với Myanmar. Đây là trận đấu sau khi đội tuyển Thái Lan tập trung và có chuyến tập huấn 2 tuần. Đội hình của Thái Lan đã được định hình và huấn luyện viên Poonking cũng đã có đầy đủ bộ khung ông muốn. Đội tuyển Thái Lan đã có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước đội tuyển Myanmar. Nổi bật là lão tướng Teresin Dangda vẫn nổ súng với một cú đúp. Đây mới là trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển Thái Lan. Phía trước, họ vẫn còn một trận đấu nữa với Đài Loan Trung Quốc. Chiến dịch AFF Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 ở trận giao quân gặp Malaysia. Giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á trở lại, cùng 10 đại diện mạnh nhất. Chiến dịch được chờ đợi nhất trong năm 2022 của đội tuyển Việt Nam. AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 theo dõi giải đấu trực tiếp trên FPT Play bắt đầu từ ngày 20 tháng 12. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.